chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình y tế của Đài Việt Face TV. Ngày hôm nay, ngoài sự hiện diện của bác sĩ Quỳnh Kiều như thường lệ, chúng tôi còn có sự hiện diện của bác sĩ Ngô Bá Định. Thưa quý vị, bác sĩ Quỳnh Kiều, như quý vị đã biết, là một bác sĩ chuyên về nhi khoa và đã hoạt động phục vụ cộng đồng trên 40 năm. Bác sĩ cũng là một bác sĩ chuyên về y tế công cộng. Còn bác sĩ Ngô Bá Định là bác sĩ chuyên về nội khoa. Thanh Thảo sẽ mời bác sĩ Ngô Bá Định tự giới thiệu. Xin mời bác sĩ. Dạ, xin kính chào quý vị. Tôi Ngô Bá Định là bác sĩ gia đình nội khoa mà cho tất cả các thứ bệnh khác nhau ở trong Orange County cũng được 20 năm. Rất là hân hạnh được làm việc chung với lại bác sĩ Quỳnh Kiều, là một bác sĩ sư tỷ, huynh trưởng của tôi. Và cũng không ai mà lại không biết chị Thanh Thảo. Cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định. Người xứ ngôn viên rất là duyên dáng và rất là nổi tiếng, và cũng như là rất là bền vững. Mình thấy người đến mà đi, nhưng mà thấy Thanh Thảo vẫn ở trong cộng đồng chúng ta một cách hùng mạnh. Rất cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chúng ta sẽ announce hoặc là có một cái lời giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị, bác sĩ Quỳnh Kiều và bác sĩ Ngô Bá Định đang có một cái điều muốn giới thiệu đến quý vị, đó là một cái chương trình podcast mới của họ. Mục tiêu vẫn là để trợ giúp cho cộng đồng thêm những cái ý kiến trung thực và những cái thông tin xác thực về vấn đề COVID, về cách phòng ngừa, về những cái cách mà chúng ta sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Xin mời bác sĩ Quỳnh Kiều giới thiệu về cái dịch vụ này. Cảm ơn chị Thanh Thảo. Bữa nay đó thì chúng tôi rất là vinh dự mà để mà giới thiệu khi một cái dịch vụ mới của chúng tôi để phục vụ cộng đồng. Là vì trong những cái thời gian qua đó, tuy rằng có rất là nhiều nguồn nào YouTube hay là báo chí hay là đài TV mà nói về tiếng Việt với lại đồng bào người Việt, nhưng mà có khi có những cái tin tức nó rất là chính xác mà nó có cái tính cách hơi khoa học hơn, thì cộng đồng mình lại không có nghe được trực tiếp. Mà tôi thấy cái điều đó là cái điều thiếu sót mà mình không có được. Mà trong lúc đó, nếu mà chúng tôi làm podcast, tất nhiên là quý vị chỉ nhấn vào cái link ở ngay trong phone của mình, mình có thể nghe được, mà không phải mắt xem. Tất nhiên là mình lái xe mình vẫn nghe được, hay là mình làm bất cứ công việc gì mình vẫn nghe được. Và như vậy đó thì nó có cái tính cách là nó có thể là thời đại hơn. Và chúng tôi có thể nói về những cái đề tài mà quý vị cần biết, mà một cách rất là chính xác và hữu hiệu cũng như là hữu dụng cho cái đời sống của mình. Và nhất là trong những cái thời gian mà sắp đến đây, mọi người đang vui mừng để cởi mở, nhưng mà cái tỷ lệ COVID thì nó vẫn lên. Mình phải làm sao đây? Nó có rất là nhiều cái vấn đề mình phải là mềm dẻo một tí. Thì tất nhiên như vậy mình phải biết ngay những cái gì thời đại nhất. Thưa bác sĩ Ngô Bá Định, tại sao bác sĩ lại có ý định làm việc chung với bác sĩ Quỳnh Kiều về cái podcast? Dạ, mình hay nghe tin tức ở mấy cái đài ABC, NBC, CNN, Fox News. Mà khi mà lái xe mình nghe Reuters, rồi mình nghe Associated Press, mình nghe NPR, mình nghe BBC. Mà thì mình phải lệ thuộc vào cái thời điểm lúc mình lái xe đó, có chưa chắc là đúng cái mà mình muốn nghe. Và cái thứ hai là khi mà ở nhà mình muốn mở một cái đài Fox News hay CNN, mình phải bấm nhiều thứ lắm. Nói bây giờ entertainment, bây giờ bấm là nhiều thứ mà, rồi phải chọn cái đài nữa. Nhưng mà chưa chắc cái ngày hôm đó mà mình muốn nghe cái tin, mà lúc đó nó đang nói về những cái chuyện thời sự chính trị xã hội, tôn giáo là entertainment khác nhau. Còn cái podcast này nó chuyên về y tế, chuyên về y khoa, chuyên về bệnh dịch, chuyên về đại dịch và vaccine, và những cái mà nó dính líu tới sự sức khỏe, sự thống khổ, sự nguy hiểm. Và cái sự nói là cái tánh mạng của chúng ta. Cho nên nếu mà được một cái nào mà mình chỉ bấm một cái mà mình nghe những gì mình đang muốn cập nhật hóa, ngay có tính cách đương đại, mà gọi là updated, up to date, thì tôi nghĩ cái đó rất là hữu dụng. Ông, ngoài ra cái đó là một cái sự hiến dâng của tụi tôi và Project Việt Nam đối với lại những dân cư ở Orange County và đặc biệt Little Sài Gòn. Là tại vì chúng tôi sẽ có những cái thông tin mà thực tế tại nơi mà đồng bào cần biết. Và thưa quý vị, nếu quý vị mà chỉ có muốn vừa không có cần phải xem gì hết mà nghe đó, thì quý vị có thể bấm cái link của cái podcast của bác sĩ Quỳnh Kiều và bác sĩ Ngô Bá Định. Còn quý vị mà muốn xem luôn thì cứ bấm cái YouTube của Việt Face TV, official Việt Face TV, thì quý vị sẽ thấy chương trình y tế hàng tuần của Thanh Thảo có bác sĩ Quỳnh Kiều, và hôm nay có thêm bác sĩ Ngô Bá Định liên quan đến COVID và những tin cập nhật mà có cả hình ảnh.
và cả hai đều có thể cùng phục vụ cộng đồng của chúng ta. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, Thanh Thảo muốn hỏi là hiện nay có sự xôn xao trong cộng đồng về vấn đề là cái thuốc Johnson & Johnson hiện đã tạm ngưng được chích ra đối với chính phủ Mỹ vì hai cơ quan FDA và cơ quan CDC đang muốn điều tra xem có sự liên hệ nhân quả nào giữa cái việc mà máu đông và cái thuốc chích ngừa đó hay không. Theo ý kiến của hai bác sĩ thì cái vấn đề này có nghiêm trọng hay không, và hay là đây chỉ là một cái hình thức rất là an toàn của chính phủ Hoa Kỳ và cái Bộ Y tế Hoa Kỳ? Riêng tôi thì tôi cũng muốn chia sẻ với lại Thanh Thảo và quý vị khán thính giả là đây là một sự đau lòng của tôi, là vì cả mấy tháng trời cứ đeo đuổi để mà mình cập nhật và mình lên để mà đăng ký, để mà mình được thuốc, để mà mình chích trực tiếp cho bệnh nhân. Thuốc vừa mới đến vào đầu tuần này thì cùng ngày đó là tuyên bố ra là không được dùng. Ông như là đang nằm ở trong tủ lạnh nhà tôi đây nhưng mà chưa có dùng cho bệnh nhân. Đáng lẽ ngày bữa nay đó là tôi đã để dành cho, là vì chúng tôi chăm sóc những trẻ em mà có nhu cầu đặc biệt. Tất nhiên là các em nó chích một mũi cũng khó, nó cũng chỉ đòi chích hai mũi. Mỗi một em như vậy nó đâu có hiểu, thành ra là nó rất là cần. Mà bây giờ tôi phải cancel cái ngày bữa nay, đáng lẽ chích cho các em phải đợi cho bên CDC họ xem lại. Thì cái vấn đề này á, là đã chích hơn gần 7 triệu mũi rồi mà có 6 trường hợp lại bị những cái vấn đề đông máu. Toàn là những người phụ nữ từ 18 cho đến 48 tuổi thôi. Không có người đàn ông nào hết. Thành ra tôi cứ nghĩ là chắc trong ngày gần đây, trong vòng khoảng 10 ngày nữa, họ review tất cả những cái data rồi, may chi là mình sẽ là dùng trở lại được, là vì nó rất là quan trọng và nó có thể là được dùng để mà khi mùa hồi mình làm booster. Thì khi mà như vậy đó thì những cái, tôi nghĩ là khi mà nó bắt đầu trở lại á, tôi sẽ khuyên những ông chích. Thì như vậy là vì chưa có ông nào đã chích trong mấy triệu người chích á, mà bị vấn đề gì hết. Vâng, tức là nó liên quan với cái vấn đề hormone, là tại vì nó có những cái bệnh khác, ví dụ như thuốc ngừa thai chẳng hạn, nó có vấn đề hormone nó cao hơn. Người phụ nữ cũng hay bị những cái loại đông máu như vậy. Thành ra là bởi vậy cái đó là để xem, nghiên cứu xem nó có một cái sự mà trực tiếp do cái thuốc nó làm hay không. Vâng. Thì AstraZeneca nó cũng bị vướng cái vấn đề đó. Bác sĩ Định thì nghĩ sao? Mình thấy Nam Nhi Di Trí với ông dũng mạnh lắm, nhưng mà ta nói về tính thống kê đàn ông ghét không thích chích ngừa hơn là đàn bà. Không thích chích ngừa. Nhưng mà không biết tại sao mấy ông nhìn cao to như thế mà lấy cái chim lại sợ. Lại không hiểu tại sao. Tức là họ nghĩ rằng là tôi mà con siêu vi khuẩn bé xíu làm sao mà đánh gục tôi được. Thì họ nghĩ vậy. Với lại cái thứ hai là quý vị thấy trên 7 triệu mũi chích mà trong đó có 6 người bị, mà thật ra thì 4 người tử vong, thì cái số lượng đó là dưới 0.5 ca trên bao nhiêu triệu người. Thì cái vị chia đây, mà trong thi đó những cái người đó mình không biết, chắc mình người ta nghiên cứu không biết tại sao những người đó có cái gì mà đưa đến cái tình trạng đó mà máu đông từ trên cái tĩnh mạch mà nó đem máu từ não xuống tim mình. Thì có thể là người đó bị, có bị migraine, người đó đang hút thuốc lá, người đó đang uống thuốc ngừa thai, người đó đang bị một cái gì đó, có bệnh gì đó tự nhiễm gì đó mà nó phối hợp lại, khi mà cái vaccine nó vô đó thì nó tạo nên một cái cascading process mà nó làm thay đổi cái immune system, nó có những cái kháng thể nó đánh vào cái tiểu cầu chúng ta là platelet, mà cái tiểu cầu lúc đó nó hay dính lại với nhau. Và đặc biệt là những người mà khi mà có cái tiểu cầu nó thấp đó, thì khi mà chích cái đó vô có thể không thấy với nhau, chưa biết, thì chúng ta nên tạm ngưng, đình hoãn lại một thời gian, hy vọng là ngắn thôi. Mà so cái rất là cái thống kê rất là nhỏ, mà người ta tính thêm cái thống kê 220 người trong 34 triệu người chích ở bên châu Âu đó, thì người ta nói rằng cứ 100 triệu người đó chích mũi thuốc thì có 0.5 người bị tán mạng. Nhưng mà trong 100 triệu người đó, chúng ta sẽ chắc chắn chúng sẽ ngừa được bao nhiêu trăm người mà không phải bị bệnh, mà phải vô chết cho ICU và lên máy thở. Thì cái lợi nó cao hơn cái hại trên 500 lần. Thì cái gì mà có lợi nhiều hơn hại, mình không có nên vì một cái vài cái ca nhỏ đó mà mình để xảy đi một cái phúc lợi cho toàn thể nhân loại chúng ta. Vâng. Tức là đây là một sự cẩn trọng của chính phủ Hoa Kỳ và Bộ Y tế Hoa Kỳ, chứ cũng không phải là một điều mà chúng ta cần phải lo lắng, cứ chờ cho chính quyền quyết định ra sao thì sẽ làm tiếp. Bởi vậy điều này nó nhấn mạnh là cái quy trình mà làm vaccine đó, nó rất là tốt, nó rất là đảm bảo. Ví dụ như nhiều người đó, như bác sĩ Định vừa mới trình bày đó, có thể là cái này là quá cẩn trọng đi, chứ không có so sánh với lại cái lợi ích với lại những cái mà nguy cơ đó, thì nó rất là chênh lệch với nhau.
nhưng mà vẫn có cái review, vẫn có cái sự xem xét lại. Thành cái đó là điều rất là tốt. Chưa kể chúng ta cũng nên nhớ đó là trong cái mà quy trình mà tạo ra cái vaccine đó, mới gần đây Johnson & Johnson nó phải vứt bỏ 15 triệu. Vâng. Tuy nhiên là tốn kém bao nhiêu tiền, nhưng mà cần phải làm là vẫn cần để cho cái chất lượng nó rất là cao. Chứ không phải là giống như những cái loại mà vaccine của bên Trung Quốc chẳng hạn, mình cũng không biết cái gì trong đó mà nó lại... Chính một nhân viên Bộ Y tế của Trung Quốc cũng nói là nó không hiệu quả lắm, chắc là ông đó cũng không được yên thân. Chúng ta chuyển sang vấn đề chích ngừa và thuốc Moderna là, hoặc là Pfizer, đây là những cái liều thuốc mà quý vị phải chích hai liều mới đủ. Bác sĩ Thanh Thảo xin muốn hỏi thôi, đây là kinh nghiệm cá nhân. Thành ra chích mũi thứ nhì rồi và chích xong thì bị sốt 2 ngày. Điều này có bình thường hay không hay là... Rất là bình thường. Mà ngoài ra đó, về cái phương diện này, nó lại nhấn mạnh một điều khác. Nó có cái sự chênh lệch giữa cái vấn đề ảnh hưởng và những cái nhóm tuổi khác nhau. Riêng về cái vấn đề mà những cái mà bị phản ứng phụ của vaccine đó, chúng tôi là người cao tuổi đó, lại có được cái lợi ích hơn là người trẻ. Tức là không bị ảnh hưởng nhiều. Người lớn tuổi đó, 25% mới bị hành như vậy. Tôi chích đâu có ra, đâu có bị cái gì. Còn những cái người trẻ như Thanh Thảo chẳng hạn, 65% người bị phản mũi đầu, Thanh Thảo không bị gì hết, cho nên Thịnh nghĩ là chắc không sao. Mũi thì nhìn tỉnh bơ. Mà đó mà không là ngờ. Điều hay gặp. Tuy nhiên lần đầu không bị, lần thứ hai bị. Lăn lộn nghĩa là bị phản ứng nhiều hơn. Thành ra những cái điều đó, những cái chuyện đó, mình phải là biết là nó sẽ xảy ra. Và có gì mình cố gắng chích cuối tuần hay vào lúc nào để mình có một ngày nghỉ. Mà ngoài ra những cái phản ứng phụ nào, người đó thì bị migraine, tất nhiên là nhức đầu kinh khủng, không làm gì được, phải nằm trong bóng tối luôn. Người khác đó, nó lại có một cái loại, nó kêu là COVID, cái tay COVID. Tất nhiên là 3 năm ngày sau đó, nó sưng lên cái chỗ chích, ngứa vô cùng. Và nó kéo dài 5-7 ngày thì phải uống những cái thuốc antihistamine để nó bớt ngứa thôi. Nhưng mà đó cũng là một triệu thường. Rồi nó nổi hạch chung quanh cái vùng đó nữa. Đó là những cái điều nó làm cho mình nghĩ đó là cơ thể mình nó đang phản ứng rất là thuận lợi và nó tạo ra những cái kháng thể đối với lại cái con siêu vi đó. Thì cái điều đó là đáng mừng. Nhưng mà không phải vì thế mà cái người mà không có phản ứng như tôi mà lại buồn, là vì nó vô trong cơ thể mình, nó tạo ra cái phản ứng ra sao. Thì không phải là chỉ có những cái người bị hành mới là tốt thôi. Nhưng mà hành thì mình chắc chắn là mình có phản ứng rồi. Bác sĩ Định có bệnh nhân nào có những cái triệu chứng như vậy không sau khi chích ngừa? Thường thường quý vị, nếu mà quý vị chích xong mà trong vòng 4 tiếng mà quý vị có vấn đề đó mà nó xảy ra liền thì nên gặp tôi giới thiệu những người đó gặp những người bác sĩ chuyên khoa về vấn đề dị ứng, allergy hoặc là và miễn dịch học, tức là immunologist. Nhưng mà thường thường nếu mà xảy ra sau 1-2 ngày sau đó thì thường thường cái đó là cái nhẹ thôi chị, nó không có gì nguy hiểm đến tính mạng chúng ta. Mình có một số người, có người chích xong lại nổi hạch, một số người còn cái những cái bệnh mà hệ thống miễn dịch mình nó báo cho mình biết là chúng ta đang hoạt động đó, tức là cơ thể chúng ta vẫn hoạt động good đó, là chúng ta bị sốt, đau nhức mình mẩy, người nó oải mệt giống như cái bệnh cảm bình thường thôi. Nhưng mà có những cái triệu chứng khác đó thì chúng ta nên báo cho bác sĩ gia đình biết. Chẳng hạn như tôi có hai người bệnh nhân họ nổi hạch, nhưng mà sau đó thì cũng hết thôi. Dạ vâng. Bây giờ trở sang đến cái số người trong nước Mỹ, không chỉ có trong cộng đồng Mỹ gốc Việt mà cả nước Mỹ nói chung. Có một số người cũng không nhỏ lắm, họ nhất định vì lo sợ cái gì không biết, không chịu chích ngừa. Hoặc là họ cho rằng là chích ngừa lỡ rồi nó có bị đổi DNA không. Đó là một trong những cái tin mà Thanh Thảo thấy là nó vô cùng vô lý. Nhưng mà người ta cũng nghe, rồi người ta có hỏi thì Thanh Thảo mới nói là chị hay là anh làm ơn gọi bác sĩ của mình để hỏi. Thảo không có quyền nói về y tế nhưng mà nghe cái điều này là không có lý rồi. Thì xin hai bác sĩ góp ý về vấn đề này, những cái tin đồn thất thiệt về COVID và cái lo sợ không có đúng nơi đúng chỗ. Thành đó cũng là một điều nó khuyến khích chúng tôi mà mình có cái podcast, là vì mình biết là có những cái lý do và những cái trình bày mà nó hoàn toàn khoa học để mà mình có thể biết là có hay không. Ví dụ như đâu có phải là nó cho cái mRNA vào cơ thể, đâu có phải giống như là bấm cái chip vào cái tai con chó đâu mà mình lo. Thực sự ra nó gửi cái tín hiệu vô, nhưng mà hoàn toàn không có mống COVID nào, hoàn toàn không có một cái vấn đề gì khác mà về cái vấn đề là làm cho mình đổi tính tình, đổi những cái gì khác, những cái bộ phận khác trong cơ thể. Cái vấn đề mà nếu mà bây giờ mà mình không có tin cái vaccine mà dựa trên mRNA đó, thì mình sẽ bỏ luôn một đống những cái thứ thuốc, nào là kháng sinh, nào là những cái thuốc mà chống ung thư, mình không dùng luôn, là vì nó cũng căn bản trên cái vấn đề gen và vấn đề mà thay đổi cái DNA để mà cho nó thật chính xác.
mà mình cũng như quên là một điều là nhờ những cái khoa học và kỹ thuật về DNA, chúng ta bây giờ được hưởng một cái điều giống như là cái phép lạ đó. Tất nhiên là một cái vaccine trong vòng có một năm mà nó đã ra đời được. Trong khi bình thường phải 15 năm, khó. Đúng không ạ? Đúng rồi. Thường là 15 năm. Có những cái vaccine mà đến 45 năm, 60 năm mới có đó chị. Thì đó, cái vaccine này là một điều nhiệm màu mà loài người chúng ta nên rất là cảm kích và rất là cảm ơn Thượng Đế đã cho chúng ta. Chúng thôi nếu mà không có vaccine đến giờ này chết rất ư là nhiều. Giống như cái thời mà Spanish Flu năm 1918. Đó, chúng ta không có vaccine cho đến bao nhiêu năm sau đã. Cái thứ hai là quý vị, cái mRNA là cái mà đúng là đã nghiên cứu 3-40 năm nay rồi, chứ không phải là mới tức thì đấy thôi. Cái thứ ba đó là đừng để cho những cái tư tưởng chính trị hay là cái tính cách mà bị ảnh hưởng bởi những người lãnh tụ của chúng ta, là những người giám mục hay là những người chính trị gia mà sừng sỏ đứng đầu, mà để nó ảnh hưởng đến quyền quyết định. Ta nên nói người bác sĩ gia đình của chúng ta là cái người mà người đó người ta biết mình như thế nào, người ta biết mình như thế nào, người ta ở ngay trong cái vùng local á, người ta không có muốn để danh dự, uy tín và cái sự liêm sĩ người ta trên bàn mà người ta nói láo với mình, thì mình nói chuyện với người bác sĩ gia đình mình tin tưởng. Cái thứ hai là nên nghe những tin tức ở những nơi mà những cái báo chí hãng thông tấn mà nó có uy tín 200-300 năm nay, chứ không nên vì một cái gì đâu đó, hay là một cái lời nói của bà hàng xóm, hay là một cái câu chuyện làm quà của một cái người bà con cô bác mà từ bên Việt Nam gọi qua. Tôi có nghe bệnh nhân nói là nghe bên Việt Nam người thân của tôi nói như này cho nên tôi không trích. Trời ơi là trời, mà có một cô là dược sĩ mà ngồi xuống khóc, mà nói cháu phải ngồi xuống khóc lạy mẹ, van lạy mẹ cháu đó bác sĩ để trích, trong khi bố cháu trích rồi mà mẹ cháu lại nghe lời bà bạn đó mà không trích. Mà cô đó phải ngồi xuống mà khóc lóc mà van người mẹ mình phải trích. Và quý vị ơi, nên người ta tính trong 100.000 cái mũi trích trung bình bao nhiêu chục năm nay đó, trung bình nó thống kê đó là khoảng một cái mũi trích nó sẽ gây ra những cái biến chứng mà không thuận lợi. Nhưng mà tức là sốt nhẹ hay là đau đớn. Cái đó là trung bình nha, nhưng mà so là cái đại dịch này, tại vì chúng ta bị nhiều quá cho nên những con số phải được report hàng ngày hàng giờ và trên các hãng thông tấn khác nhau và báo chí khác nhau, mà chúng ta đã thấy bao nhiêu triệu người mới có một, chưa tới một case thôi thì quá heaven, quá lý tưởng đi, mà chúng ta lại không appreciate, không cảm kích, không cảm thấy là mình đang may mắn hay sao. Vâng. Ở châu Âu hiện nay còn không có thuốc. Bao nhiêu nước đang mong chờ thuốc mà còn không có. Trời ơi. Canada là hàng xóm phía Bắc của chúng ta còn không đủ thuốc, thưa quý vị. Cho nên nếu mà đã ở Mỹ mà đã được đến phiên mình đi chích, hiện nay hình như là 15 tháng 4 là tất cả mọi người đều đã được quyền đi chích rồi. Thì thật sự nghĩ là quý vị cũng nên đi chích, giữ sức khỏe cho mình và cho người khác. Bởi vì nếu mình có bệnh đi chăng nữa, mình cũng có thể lây cho người khác. Và nếu mà mình bệnh nặng quá vào nhà thương thì nó sẽ xảy ra không biết bao nhiêu là thiệt hại. Thanh Thảo cũng có nói đùa, có nhiều người họ bảo tại đảng phía chính trị đó họ không chích ngừa, Thanh Thảo mới nói là bây giờ tôi không cần biết đảng nào, người chết thì không có đảng. Không chọn được nữa. Với lại mình cũng hỏi nhưng phải sống cái đó. Những cái người lãnh đạo của đảng đó họ có đi chích không? Thì đúng thế, hỏi đó. Rõ ràng như nếu người lãnh đạo chích thì mình nên chích đi chứ. Nói cái chuyện đó, ngày hôm qua có một bản tin, đây là tin chính thức, là cô con gái của cựu tổng thống Donald Trump, là cô Ivanka Trump, cô đã chích rồi và cũng yêu cầu, cũng khuyên mọi người nên đi chích. Nói chung là ai cũng muốn góp một bàn tay vào cái việc là diệt trừ cái dịch này đi, để mọi người được sống trở lại bình thường. Bác sĩ có nói trong vài chương trình trước, Thanh Thảo không còn nhiều giờ, nhưng mà chỉ xin nhắc lại là bao nhiêu người được chích thì chúng ta mới khá an toàn, vì được miễn nhiễm theo kiểu cộng gọi là bầy đàn đó, tức là immunity, mà là cái miễn nhiễm cộng đồng đó. Thì thường thường nó được đạt đến, nếu mà có 75% những cái người chích, nhưng mà giữa cái nhóm người mà đã bị Covid rồi, tất nhiên là họ sẽ có một cái miễn nhiễm do bệnh nó ban ra sau khi mà họ không có bị tử vong hay là không có bị gì nặng đó, cộng với lại những cái người mà chích ngừa, chủng ngừa đó, thì như vậy đó, mình cứ coi như là 10% của những cái người của dân số họ đã bị hoặc là nhiễm rồi, cộng với những cái người chủng ngừa đó, thì mình cũng gần hơn là mình tưởng tượng. Nhưng mà mỗi người phải đóng góp bằng cách là mình đưa cái tay của mình để mà làm cái con số đó nó gia tăng lên chứ. Cái chuyện đó là chuyện rất là quan trọng. Là một, hai nữa đó, chưa kể là bây giờ nếu mà mình muốn sinh hoạt bình thường, mà mình ra mình muốn bỏ cái khẩu trang đó, thì tất cả mọi người đây, ba chúng ta đều chích ngừa hết, thì mình mới là thoải mái để mở đúng ra vậy. Chứ không có là không có được, không được, đúng. Không nên. Dạ vâng. Vậy tức là cái thời gian từ giờ cho đến lúc mà chúng ta có thể miễn nhiễm được cộng đồng còn khá xa, bởi vì số người được chích vẫn còn ít. Cho nên trước khi ngừng chương trình, Thảo xin mời bác sĩ Định trước và bác sĩ Quỳnh Kiều có đôi lời
chia tay với khán giả trong chương trình này. Cảm ơn chị Thanh Thảo và cảm ơn bác sĩ Bình Kiều đã cho em, cho tôi một cơ hội để đóng góp với lại những sinh hoạt cộng đồng, nhất là y tế, y khoa với quý bà con cô bác đồng hương của chúng ta. Xin rất là cảm ơn. Cho chúng tôi bữa nay lại còn nhấn mạnh thêm đó là xin quý vị là đăng ký để mà được những cái thông tin mà nó kịp thời. Ngoài ra đó, nếu mà quý vị có những cái câu hỏi gì á, chúng tôi sẽ sẵn sàng trả lời. Và chúng tôi là những cái người có bằng bác sĩ, tất nhiên là mình có license đàng hoàng. Và những cái gì lời thề của Hippocrates đàng hoàng. Tất nhiên là về phương diện luân lý, về phương diện nghề nghiệp là chúng tôi đã là có một cái sự cam kết rồi đối với lại bệnh nhân và cộng đồng của mình rồi. Thành ra nếu mà có cái chuyện gì cái đó, tất cả những cái gì chúng tôi nói là phải có mách, có sách, là nói có chứng đàng hoàng. Tôi mong là quý vị sẽ là tiếp xúc với chúng tôi và nhận những cái thông tin đó để mình nói thêm cho những cái người hàng xóm hay là những cái người trong nhà để mà mình giữ cho tất cả đường an toàn. Cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, chương trình y tế tuần này của chúng tôi kết thúc ngay ở đây. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Mong rằng quý vị sẽ giữ sức khỏe và nếu chưa đi chích ngừa, xin nhớ đi chích ngừa COVID-19. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.